Vậy mà người ta ổn chịu giật mình gì hết trơn à? Không biết đâu. Thôi mà, con chim xanh của anh ơi, ai sao ơi, hãy nhìn tia nắng sáng xuyên qua hồng còn đóng giọt sương đêm. Ai sao ơi, tên em nghe mơ màng như khói chiều bán lãng, nghe tiếng chim ngoài hiên kêu. Chị chết. Nghe gì đây em? Trời đất ơi, quan họ đến đông lắm. Đúng rồi, phải rồi, đúng là thái tử đây rồi. Xin mời ngài lên nửa hồi cung nội. Hả? Ông mời ai? Thái tử nào? Về đâu? Thưa thái tử, trong khi thái tử du ngoạn khắp bốn phương, trời vui gió núi mây ngàn, nên không hay chuyện tài biến ở hoàng cung. Tôi nào biết chuyện tài biến hoàng cung để làm gì? Ngài đã lầm, đây không phải là thái tử. Anh là đi đang sinh trưởng tại An Giang Sơn, làm nghề sống phu từ bấy lâu nay. Vậy mà ông nhìn tôi là thái tử thật, tôi bắt tức cười. Trời ơi, người ta bắt A Ni Căn đi là cướp của tôi một phần hơi thở. Ôi buổi chia tay sao chẳng có được một lời đưa tiền. Mắt dõi trông theo tiếng ngựa phi xa mà nghe đau thương quằn quại ướt môi mềm. Chúa xót chân mi mắt sao nặng nặng lệ buông rèm, trong sớm chiều từ gần cuối lại trở thành xa cách, nghiệp ân tình ai nỡ bẻ lìa đôi. Mộng tương phùng sâu bóng chốc xa xôi, cơn phong vũ ai đem về xa mà cho cánh hồng nón đổ tàn sơ xa. Mỏi mòn chờ ai nơi kinh thành xa mà. Tiết tấu kỳ áo nào trong lời nghẹn ngào nức nở, giai nhân xa lệ đẹp hơn trăng. Ông là ai muốn tìm quắc hỏi thăm ai? Từ một tinh cầu xa lạ vì một quyến rũ thiên liên nên bề đại xuống làm người. Gió giang hồ mòn chân phiêu lãng, hơi thở của ta đã tìm gặp ở đây rồi. Trên cõi trời bạc xa từ hư vô, ta được đặt vào ngôi tối thượng, một lệnh truyền hằng giảng tiếng tung hô. Trong quy vũ ta bỗng chốc nghe hồn trong vắng bơ vơ, vì ta chỉ bắt gặp xung quanh toàn lời dân già. Nàng hãy cho ta tin đồng lời buồn tin khiết để làm ngọn lửa lòng sưởi cho hồng má thơm môi. Hoàng thượng đã băng hà. Nàng không nghe lầm chứ? Dạ, nghe cái đám quan quân hồi nãy nói như vậy đó. Trời ơi, phụ vương ta đã băng hà mà ta nào hay biết. Phụ vương ơi, con trẻ thật vô cùng bất hiếu, thật không xứng với lòng phụ vương triều mến yêu. Tội bất hiếu đâm mây sông biển cho vừa, đường mây dài thơm ta sai thú ở sông hồ, quên cha già ngày đời đêm mong cho đến giờ. Dương phụ lâm chung ta không được kề cận bên mình, mà vuốt mắt người đi xuôi. Khi thái tử trở lại vương cung vàng, để thọ tam và chiều lễ đăng quang, xin ban bố ân thượng
được đền ta gì. Khi lòng ta vừa nhận nha gươm hồng và tim đang rí máu yêu đương. Hả? Sao? Ngài là Thái tử Phi Sơn, con của hoàng đế Hắc Sơn có phải không? Trời ơi con! Con ơi! Bây giờ mẹ mới thấy được mặt mũi của con. Buông ta ra! Bà lão này có khùng không thưa cô nương? Ba mẫu, xin ba mẫu hãy định tĩnh tinh thần. Không, ta không có điên khùng gì đâu, mà trái lại ta càng sáng suốt hơn bao giờ hết, nên mới nhận ra thái tử đây là con ruột yêu thương. Hơn 9 tháng trời mẹ ôm ấp cô mang, ngày mở mắt của con thơ thì định mệnh chia lìa đôi nơi. 18 năm dài vô sương, mong gặp mặt con như mong gặp cửu trùng. Mẹ nguyện cầu cho mẹ con được một lần thương hồi, thì dù khắc mẹ con nát tan, mẹ cùng cánh đành. Bà già đừng đóng trò bắt họ khi thấy kẻ cao sang. Vàng bạc cần bao nhiêu nói rõ đi, ta sẽ giúp cho. Đừng nhận ta là con mà ta chẳng dung tình. Ôi đường mật nào úp lời thương phụ phàm con trẻ, dù con phụ nhận nhà ngươi không có chút thông minh nào hết. Vương sĩ đâu? Dạ. Cho đời hầu tước A Si Đạt đến đây lập tức nha. Dạ dạ, xin mẫu hậu hãy cho phép con trở về An Giá Sơn, sống kiếp đời thợ săn, làm thợ săn để mưu sinh, để con về phụng dưỡng mẹ con và sớm chiều gần gũi ai xa. Làm vua sao khó quá mà con lại chẳng hàm. Có gì cũng phải đáng, rồi mọi việc cũng quen dần. Chỉ người là không thích làm vua, chứ ngai vàng mà ai lại chẳng ham. Vậy thì con xin nhường cho họ, con trở về làm thợ săn sướng hơn. Ta đã chọn người rồi, không có gì thay đổi. Giết thơ làm mất trớn á, chuyện gì? Bệ hạ đã truyền phán, hạ thần không dám cãi, xin bệ hạ thảo chiêu triệu hồi. Thần cho người tinh cẩn ra đi lập tức, nhưng trước khi ra đi thần xin nhắc cho bệ hạ rõ nghe chuyện nhà ngày xưa. Tiên đến chư bảo vì sẽ tác hợp nhân duyên cho bệ hạ và bảo châu. Không, ta đã hẹn với bóng hồng sa mạc, ôi mới nhắc nàng đến liền, xin bệ hạ chớ cãi lời. Bệ hạ ơi, bệ hạ có biết là người xa đi dứt lại sau lưng cả một cuộc đời nhung gấm, và làm khổ sở một con tim nặng niềm cay đắng thương sâu. Mời
chừng vô cầu lướt nhìn qua cửa mới thấy lòng mình chua xót hẹn trường. Xin bệ hạ có tìm lời an ủi cho tử tước vui lòng nói đi bệ hạ. Thì ông thẳng ta suy nghĩ rồi nói chứ hối hoài biết cái gì mà nói. Tôi bệ hạ, chắc bệ hạ không còn yêu thần thiếp nữa. Bảo Trong, lần đầu tiên ta mới gặp nàng, nàng cách móc lung tung làm ta biết gì đâu mà ta nói, làm như khều quay vậy cha. Nàng nói rằng ta vui cảnh là đường xa, nhưng từ nhỏ tới giờ ta có đi đâu mà vui với đường xa cảnh lạ. Còn ai xa cái người mà ta đi, làm như khều quay vậy. Cái người đã cùng ta lớn lên trong nghèo nàn đói lạnh, người mà cùng ta chia sẻ bao nhiêu cay đắng của tình yêu. Ôi da, trời ơi, làm gì kỳ vậy cha nội? Ta với nàng là hai kẻ từ từ sát lại gần nhau phải rồi. Rồi gió tròn rồi bóp méo, rồi bàn tay vỗ tan hai tay đưa lên. Mau hầu sĩ nhục có một cách tài tệ đến thế sao? Ta để tôi xuống ông lên cho rồi đi. Ngồi lên đó. Phải, anh phải ngồi trên đó để cho mẹ ta vừa lòng thỏa dạ. Anh hãy giữ lấy chiếc ngai kia để đánh dấu một triều đại sắp suy tàn. Dẫn con xin mẹ chiếu theo luật nước phép vua mà tự mà thân. Sao mẹ lại dung chấp kẻ ngoại nhân trị vì thiên hạ? Mấy trăm năm công nghiệp của tiền nhân đã bị xóa bỏ chẳng thương tình. Á Sĩ Đạt, đuổi kẻ khùng điên ra khỏi hoàng cung. Tâu Vân, Tâu Vân có nghĩa là đứng như trời trồng đó sao? Dạ tâu, hạ thần chỉ e tên này bỏ chạy. Dạ e bệ hạ này bông đào. Tại sao lại có bệ hạ này? Với bệ hạ kia còn nhà vua. Ta sao? Ta không biết. Tại sao nhà vua có bông đào? Tại sao vậy? Ta hỏi tại sao vậy? Ta biết rồi. Ta biết rồi. Chỉ vì mấy chữ giàu sang danh lời mà người ta sẵn sàng buông thần bán thánh, và thay chúa đối vua chẳng có ai ngùng. Một đại thần vì danh lợi mà không dám nhìn chúa phụ, một bần dân đang run rẩy trên chiếc ngai vàng. Buồn buồn hơn nữa là một bà mẹ đã lạnh lùng chẳng muốn nhìn con. Tâu Thái hậu, đáng lý ra kẻ hèn này ngăn không cho Thái hậu giam Thái tử khi xưa. Làm gì mới ngăn được? Nhưng vì lẽ gì ngươi có ý nghĩ ngu si đó? Vì tôi nhận thấy bà là một kẻ vô lương, quên những người ơn đã giúp cho Thái hậu. Có được ngôi vị ngày nay rồi lấy quán trả ơn. Người là thằng thái buồn biết chuyện chi mà dài dòng lý sự. Là thằng lấy buồn nhưng tôi biết rõ chuyện 18 năm xưa. Người là ai mà bảo là biết chi chuyện trốn thâm cung? Ai? Ai bị bỏ rơi vì nhà vua sủng ái một thứ phi? Còn ai? Ai biểu tôi đem hoàng tử thủ tiêu cho biệt vàng? Nhà ngươi là ai mà có điều bí mật của ta?
bà ơi, tuân lệnh của bà tôi đã giết hoàng tử Quy Tâm, giết bằng cách đem một cành vàng lá ngọc quăng vào trong túc liều tranh tới ta. Nơi đó có người mẹ mất con thiếu tình mẫu tử, sẵn sàng hứng lấy giọt máu rơi cho dân sầu bớt thảm cho đoạn tháng qua ngày. Người đó là vợ tôi, ôi biết bao năm tháng lạc loài. Khi hay tin tôi bị người ta sát hại, vợ tôi sợ quá lên nên đã lìa bỏ quê cũ làng xưa, đứng trước ngôi nhà quan phế nhện bám rêu phong. Lòng của tôi não nề chua xót, 18 năm xuôi ngược tìm không gặp được người vợ thân yêu, chẳng biết nàng đã chết hay còn trôi dạt tận phương nào. 18 năm nay tôi để tâm dò xét sự hưng phế của triều đình và mong có ngày nay đi đối diện cùng thái hậu. Bây giờ ngươi muốn gì? Bạc vàng châu báu hay một thái ấp trù phú hoa màu? Nói đi, ta sẵn sàng bán tặng. Thái hậu, thái hậu ơi, đã một lần thái hậu ban thưởng cho tôi rồi, hậu quả sự ban thưởng đó là thân tôi kề bên cái chết, vợ của tôi bỏ xứ trốn đi, hạnh phúc một gia đình tan nát, sự hy sinh của tôi vô cùng to tát, thì những bảo ngọc trân châu đền bồi lại sự mất mát của tôi biết mấy cho vừa. Ngày xưa tôi cắt núm ruột của tôi trao cho thái hậu để có tranh giành lòng yêu vì của tiên đế, thì ngày nay tôi muốn con tôi được làm vua. Nhớ dẫn nó đi chầu như thường nhật nhé. Tâu Vân được lĩnh truyền, hạ thần dỗi giá về ngay chúc nương nương Khương Ninh tường thọ. Dạ ơn hãy bình thân, ráng ngày mai ta muốn tử tước tổ chức một cuộc đi săn, có đông đủ quần thần, nhất là phải có mặt thanh hoàng. Cuộc đi săn này phải ở giữa lòng sa mạc. Nương nương cần sừng tê giác hay là da mánh sư? Ta cần có một người, một người ngã ngựa giữa bầy thú dữ hung hăng và rần rộ. Nghĩa là một người ở lại với tê giác mánh sư. Tâu nương nương, như người đó là ai vậy? Đó là người đáng mang vương miện. Hả? Người đó là hoàng tử, là đức vua đang ngự trị Bạc Sơn. Sao bộ người có ý định trôi tàu, hay nhà người muốn chống ta lại ta? Dạ dạ, lúc nào mà tướng cũng trung thành và sẵn sàng tướng mạng lĩnh phu nương. Tư phải ta đây, ta đã hứa đem khanh về cuộc đời dung dâm, có chưa kịp cho kiểu qua đến rước thì khanh đã tìm đến cung dật. Dạ không không, tiện thiếp đưa mẹ già rồi an dạ sớm yêu dấu để hát lại quốc tương phùng. Với cô nhân đã nặng quyền sẽ trọn đời chẳng có keo sơn người yêu xưa là một vợ sân, nhưng ngày nay là đông cùng dương rồi sai người đến chốn quê nghèo mang thơ về trước mẹ con tiễn thiếp ta đến đây, nhưng người cô ở phương nào? Thằng vua giá nó trốn rồi, nàng đến đây thì phải ở đây. Đức vua hài cho tôi trở lại quê nghèo, tôi là một gái quê mùa không đáng giàu.
chợt lắng tâm tưởng đến đôi mắt dài nhân gần gần sông Quỳnh Thành. Ta ôm mắt hình ảnh ai xa theo gió lừa đăng tình, mỗi lần thấy các mệnh phụ phu nhân kiều kỳ trong dung gấm, ta nhớ mong và viết một ai xa đầm thắm hồn nhiên. Từ lâu lòng ta quan tàn như sa mạc khô khan, ai xa đến khác nào mưa rào khát lũ. Đền phố cung son cùng ta chết mòn trong thầm lặng, mai bồng bừng lên chào đón mỹ nhân về. Con của Hạ Thành bị một lần té ngựa nên bệnh hoạn tiền miên và nó hay nói thùng bất tử, nên nó thành bắt buộc nó ở nhà, sợ khi ra đường nó ăn nói hoàng thiên rồi dân gian nghe được họ sẽ chê cười. Công tử bệnh hoạn làm sao mà trở nên khùng khiêu, tướng hầu tước nên tâu rõ ngọn ngành. Tôi thấy công tử có những cử chỉ lạ lùng, không biết gì phép tắc khi đứng trước thánh quân. Dạ dạ dạ, cuối nghe xin thánh hoàng nên rộng lượng. Không sao, ai mà nỡ bắt tội một người khùng. À, mà tại sao trên mặt công tử có một vết sẹo dài? Và nguyên nhân nào chỉ còn lại một mắt mà thôi? Dạ không. Dạ dạ dạ, khi nó mới vừa lên năm tuổi và đang chạy chơi ở quan đình, bỗng có con chim đại bàng không biết từ nơi đâu xà xuống mổ ngay mắt, nên nó phải chịu tật nguyền. Thế mà công tử vẫn còn sống được. Dạ quá là nhờ thánh thần phù hộ đây. Dạ đừng có tin lời nói của ông này. Ủa cha của Hạ Thần, sợ dĩ thần bị mù mắt không phải tại vì con chim đại bàng. Vậy chứ tại gì hả? Dạ dạ dạ, tại vì con chim kim. Chẳng có nhiều bực bội, có mặt công tử ở đây sẽ làm cho triều trung được vui nhộn. Nè, ta sẽ phong cho ngươi chức nam tước. Dạ muôn đâu ra vào bất tâm chốn triều trung, có lẽ công tử sẽ làm vui vẻ triều đình mà ngày xưa vốn sầu thảm nghiêm trang. Bệ hạ ban cho anh huệ quang nhiều, cha con hạ thần nguyện tác giả vi canh. Cá triều nổi đều vui vẻ hân hoan, chỉ riêng quái thanh ta thì coi kìa, mặt hoa xào uống liễu ủ mặt ê, giá những sầu ai mà mắt đầm đìa lệ thảm, lòng nào nhung nhớ khiến môi kia biết nở nụ cười. Xin bệ hạ cho tần thiếp được chết trước long nhan, còn hơn là buộc tần thiếp phải xa người yêu cùng. Thì ra nàng đã úa xào héo rũ vì hình bóng của tên thợ săn nghèo hèn cá tội lạc vui dạ. Cần giải đâu? Dạ. Truy nã cho bằng được tên Ali Khan, bắt về đây chém đầu trước mắt cấm.
Dạ muôn tâu bệ hạ. Thôi kìa đừng có nói điên nữa con. Bệ hạ, bệ hạ ơi, sen xa hồ, sen phố hồ, cạn lưu xa đào lưu ngã đào nghiêng. Bệ hạ nỡ nào rẻ quý chia quyền. Nàng đã từ chối điện ngọc cung son, bệ hạ đừng dùng quyền đi để bắt người ta phải ưng thuận. Nàng đã từng mơ ước ở cung vàng, nhân thiết chỉ bằng lòng làm hoàng hậu của hoàng tử A Li Cang. Dạ muôn tâu. Nè nè nè, mày đừng có nói gì. Người ta yêu nhau với tất cả chân tình, mà xin bệ hạ nhân từ mà ban cho sắc lệnh cho hai người họ lấy nhau, nam tước hay bình thân. Nam tước làm như mình là thằng thợ săn không bằng. Mà tại sao nam tước lại đi binh vực cho tên A Li Cang? Bệ hạ ơi, sợ dĩ thần đây cúi đầu nạp mình binh vực cho A Li Cang, vì A Li Cang với thần hạ đây vốn thiệt là vui mừng à, vui phải à, vui 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 mừng à, vui mừng vui vui. Đột nhiên tử tước vào bái kiến, hẳn có điều chi quan trọng. Tiện tiếp được tin bệ hạ hồi Loan sau mấy năm vui say cùng trắng rừng gió núi, mạo mũi vào đây ngưỡng vọng long nhan xem có phần nào thay đổi, và cũng để nhắc lại lời hứa của tiên dương. Xưa ngày kia đã đến nước châu trần, xin cho biết ý quân dân bao giờ mới làm lễ. Của cung sơn trời ơi, trong khi thiếp dân lệnh phụ thân khép chặt cửa quê phòng, sắc son chờ đợi đến ngày này, những tưởng sớm vui đầy đâu ngờ duyên nở ra tăng. Bệ hạ đã vội có lời khuyên tử tước ở đây là ngày chốn triều đình và ngày trước mặt tấm vàng, nàng cần công lời cấm ngôn. Xin lỗi ngài. Thôi thôi các khanh chớ nhiều lời cãi giả, tầm truyền mà linh bài đạo hỡi trời cao đất dài, con nghe thấu hiểu dùm. Mày chạy đi đâu? Cha ơi, con chạy đi tìm ai đi kiếm ai? Trời ơi, thấy ai đó mà không thể cất tiếng kêu, ai biết ai khổ mà mình không một lời than cho thấu tới thiên đình. Cao xanh ơi, trên chín tầng mấy ông có đồng lòng thương xót cho một mối tình tan vỡ, hy vọng bao ngày bao tháng bồng trôi xuôi. Trời ơi, thấy ở đó mà dội tay không tới, tận mặt nhau mà không nói được thành câu, vách nào ngăn mà chẳng được kề đôi, tường nào chặn lối để tình ta chia đôi ngả
sự của tôi. Phải rồi, thấy ở đó mà dối tay không chạm tôi. Nó nói khùng lên nữa đó, đừng có tin nó quý ông quý bà ơi. Trời ơi, đừng có khùng nhiều quá, nó lộ thì chết cha nha con. Tâm sự của bà nỗi lòng của ông, tâm sự của ông nỗi lòng của bà. Tại sao điểm nhiều chùa chát cũng như của kẻ chịu nhiều chùa chát đi hương tình. Tình chỉ ban ra chớ nghi nào là mong được lâu rồi. Ai có tình yêu hãy cho tôi xin một ít, chờ tôi ân tình này càng đây từ lâu. Ông này nè, ông có tình yêu nhiều lắm, ông đã ban cho tôi tình phụ tử, và ông dạy tôi làm vua giả đoạt ngai vàng, trang trí mặt mày để đóng lốt một hề. Trời ơi, nó bậy cho đến chết bây giờ à. Mày có khùng, mày khùng vừa vừa, chứ mày khùng quá thì tao, tao đi về. Không, con ở đây à, con ở đây để con đợi. Đã lại, đợi ôi vậy, con ở đây để con đợi. Ờ, à, đợi ai đâu. Hầu tước chớ nóng giận, nam tước đây chắc đã có lần lỡ nở lỡ duyên. Nay cám cảnh người mà chẳng nhớ niềm riêng. Nam tước ơi, tôi với ngài không là hai kẻ cùng ngồi cùng thuyền, thì có lẽ cũng chung dòng tâm sự. Phải, tôi đây là mình ơi. Phu nhân ơi, 18 năm nay ta xuôi ngược tìm kiếm phu nhân khắp chân trời góc biển. Dời biết bao là nỗi nhớ niềm thương mang nặng trong lòng. Nhưng mỗi ngày qua càng bạc tinh hồng, đêm ngồi nghe trong điểm canh trước ngọn đèn kia lũng bất mà không hay lời nóng trào tuôn. Khi còn là một gã lái buôn suốt ngày đêm ngồi trên lưng, ta mơ về quê xưa ôn lại hình dáng của vợ hiền. Đã mười sương trăm nắng khi hay tin phu quân bị người ta sát hại, kịp vội bồng quan tử quy tâm tìm giữa mùa giông, tôi biết nơi đâu là bến đỗ an lành. Ngày thì lần trốn đợi đêm đến để vừa suối băng rừng, bước lưu lạc đưa thiếp đến An Gia Sơn, một thôn xóm mà hiu hắt buồn tôi. Nàng có biết cái thằng Đạt Phương con chúng ta bây giờ nó ra sao không? Làm sao thì...
thiếp biết. Trời ơi, làm sao tôi hình dung được giờ này hoàng mao của tôi nó ra sao? Nó hiện là vua, là chúa của dãy đất bạc xa này. Nó là vua, nó là vua. Đất đã ban phước lành cho chúng ta, ngài tương hội tưởng không còn hy vọng lấy đột ngột đến như giấc mơ. Vừa trở giấc thấy an nhàn phú quý chung hưởng vinh quang, ta sẽ tâu với ông vua con chúng ta xin cho bà và ta sẽ bàn với ông công tước đạt dân lấy bà làm vợ con. Bàn hậu vạn tuế, vạn vạn tuế. Dạ ơn, dạ ơn. Thần kinh chúc quân vương và hoàng hậu trăm năm bền duyên tơ tóc. Ngày đêm nay trong khi quân vương và hoàng hậu uống rượu tân hôn bên ánh đèn hoa chúc, thì thần đây đã vĩnh biệt kinh kỳ. Kìa, sao Nam Tước nói gì với những lời trăng tối? Bệ hạ ơi, thần như con bệnh trong giờ hấp hối, thể xác còn đây nhưng tim não đã nát tan rồi. Nhìn quân vương và hoàng hậu đẹp lửa đôi, thần đang khóc cho mối tình đầu tan vỡ. Nàng đã nói dù cho tan thương dâu bể, dù bạo lực của một ông vua cũng không chia sẻ được mối tình. Nhưng hỡi ơi, bảo ngọc trân châu và gấm lụa kiêu sa đã cướp nàng ra khỏi vòng tay của hạ thần mãi mãi. Nàng đã quên lời hứa hẹn, bỏ Nam Tước tìm đến miền cỏ lạ hoa thơm. Bệ hạ ơi, chỉ vì thần không thể xây cung điện nguy nga cho nàng vào gốc sen chờ trăng lên mà xem qua nở, nên nàng đã trao thân cho một kẻ quyền quý sang cả, bỏ mặt thần bơ vơ như cánh nhạn kêu sương nức nở giữa đêm trường. Tội nghiệp cho Nam Tước biết bao nhiêu, đã lâm phen thần đây muốn gọi tên nàng, nhưng vừa cất tiếng bỗng cào dưng quốc nghẹn đành chôn chặt niềm cay đắng tận đáy tim. Nàng đang lộng lẫy uy nghi như một bà hoàng trên chính bệ, còn chồng nàng ví như một vị quân vương, còn thần chỉ là tên lính ngự lâm hầu hạ ngày đêm để mà xót đau nhìn người yêu trong dung gấm vàng son. Nam Tước có một lối ví dụ nghe cũng hay hay, nhưng nàng là ai, hiện ở đâu? Không, nàng đang ở tại kinh kỳ. Chỉ vì nàng mà Nam Tước muốn ra đi. Thế nhân của năm bãi đường thay đổi, có trăm ngàn lối phố phàn có xét kỹ cho hoàn cảnh của người ta chưa, mà dối kết án người ta dung thề bối. Sa mã hoàng kiếm chưa hẳn là điều kiện giúp người ta tìm ra hạnh phúc. Nó ví như một loại ngục tù êm ấm trói buộc xác thân, lắm khi người ta gượng nói bên ngoài nhưng trong lòng nào để tan nát. Ai ai cũng muốn được mang tiếng tốt rằng mình trọn thủy vẹn chung, nhưng định mạng trơ trêu mà mình không tưởng được, nên đành phải lặng câm mà nghe. Tưởng xưa nay chỉ có hạng cùng đính áo rách mới bị tình nương ruồng rẫy phố phàng. Hoàng hậu đã lầm khi tưởng tôi là một nam tước giàu sang, sự thật tôi chính là gã thợ săn nghèo mạt,
sống với mẹ già nơi miền quê ăn giả sơn heo. A-li-can, A-li-can. Muôn tâu, ngày nay hoàng hậu đã là vị mẫu nghi thiên hạ, còn gã thợ săn A-li-can chỉ là một thư dân. Sự hèn sang đã phân biệt rõ ràng, xin hoàng hậu hãy quên đi dị dạng để sống yên vui trong cuộc đời vàng son dương già. Không, ai xa muôn đời là đó hoa của sa mạc khô khan cát vàng nắng cháy. Là người yêu muôn tổ của gã tờ săn đã cùng ai xa ước hẹn buổi ban đầu. Em cần ước mơ ngôi hoàng hậu của triều đình, mà chỉ muốn trở về an giả sơn yêu dấu, bên mái liều, bên những kẻ thân yêu, hơn ở đây trong quạnh quẻ cô liêu. Chỉ có cung điện nguy nga lát khi vàng nam ngọc, chỉ có bảo là bà chỉ muốn sống với người yêu nơi an giả sơn heo, sao lại lạc loài đến tận hoàng cung? Bà bảo là bà mãi mãi thủy chung, sao lại uy nghi trên chính tầng ngôi báo? Em rời bỏ an giả sơn nắng cháy, về kinh thành là người thương đã trôi giạt hà phương, rồi người ta dùng quy quyền để buộc em phải làm hoàng hậu. Em gượng sống là để chờ gặp người yêu cũ, nay gặp nhau sao ai nỡ nặng lời. Tại vì tôi cảm thấy mình ngu dại, ai phụ mình sao mình mãi. Ai xa này trọn cuộc đời yêu ai yêu chỉ một người mà thôi. Tên tiếm dị khốn nạn, hãy quỳ xuống chịu chết. Không, A-li-can vô tội, A-li-can vô tội. Xin hoàng hậu hãy giang ra cho thần làm phận sự, quỳ xuống. Phu quân, hãy dừng tay lại để tiễn tiếp kế cho bệ hạ nghe những ân tình sâu kinh. Đã bị các bụi thời gian chôn chặt 18 năm trước. Mẹ, mẹ. Bệ hạ ơi, bệ hạ, không phải là dòng máu tiên hoàng. Lão phu nhân nói gì? Con chính là con của mẹ, và đây là cha ruột của con. 18 năm con là chiếc lá lạc loài, bây giờ hãy về với gốc thế nguồn cội rễ, hãy trả ngôi hoàng đế cho hoàng tử A-li-can và trở lại phận bề tôi cho vẹn nghĩa quân. Công tước, lão phu nhân nói gì mà chẳng không hiểu? Dạ tâu phu nhân của thần sắp điên rồi. Không, phu quân đừng bưng bít sự thật. Lạc hương con, câu chuyện 18 năm dài gần như bị chôn vùi với các buổi thời gian. 18 năm mẹ sống trong nỗi nhớ niềm thương đứa con xa cách, rồi gặp con ở an giả sơn heo. Ôi đứa con mẹ nhìn nhận mẹ nay đứng thiên liên xuôi thiên, tất cả mọi người gặp lại nhau đây thì còn
cả lời lẽ của Đạt Phu Nhân là sự thật 18 năm xưa. Mình còn nằm trong ảo mộng. Ôi ngai vàng vàng dương miên, mi đã trang trí cho ta thành một đấng quân vương. Còn dòng máu trong châu thân thì lệ thuộc vào một tên quân cận vệ. Cha, cha ơi, cha những mong buông vua bán chúa, để ngày nay con phải lỡ cười lỡ khóc. Con khóc cho mối tình đầu vì đâu tan vỡ, và lỡ cười cho số phận một vì vua mất chiếc ngai vàng. Ta sẽ lìa bỏ cung son để vui thú vàng hồ. Sao ta yêu nàng vì giọt nước mắt chung tình mà nàng đã thường khóc tình quân, khiến cho ta dừng bước lãng du trở lại ngay trong lòng những mong làm cho ai kia thỏa dạ. Là ý ta muốn bóng hồng xa mà được điểm tô ngay vàng kia bể hạ ngồi, còn bóng hồng nó xin trả về cho sa mạc. Hãy ngồi đi. Con chiếc ngay vàng kia có dòng dõi hắc sơn, còn giờ đây ta là một thứ dân của sông núi bạc xa. Đó vẫn còn nơi ngự quyền, thần chỉ cầu xin bệ hạ đại xa cho ai đấng thân sinh, rồi thần sẽ cùng mẹ cha lên đường về An Giả Sơn yêu mến, tìm quên lãng bên tây cung. Đạt con, giờ cha mới thấy lòng tham đã thấm mệt. Đấng A-la-hán đã cho cha con chồng vợ trùng phùng, cha thấy hạnh phúc đó quy gia hơn cung vàng điện ngọc. Tâu bệ hạ, chúng thần xin bái biệt. Dưỡng dục sánh bằng trời biển, mẹ hãy ở lại đây đừng bỏ con mà đi đâu. Còn bệ hạ, xin bệ hạ gọi thần là Đạt Phương. Đạt Phương, đời ngươi có lẽ rất nhiều hạnh phúc vì ngươi kể từ đây được gần mẹ gần cha. Còn ta kể từ đây ta sẽ chịu
trong trần, thương cho ai xa với bao câu thế trọn tình. Bông ba giang lao gió mưa qua, thầy lương đau thương cũng xa dần, hôm nay em vui hát ca cho đời tình, như ý thơ còn vui tiếng liêu.